bạn đã đến với kênh Bé Yêu Vlog. Hôm nay mình sẽ là người đồng hành cùng các bạn. Chúng ta cùng nhau khám phá khu vực rừng núi. Ở nơi đây sẽ có những loài động vật nào và tên tiếng Anh của từng con vật đó nhé. Quyển sách phép thuật. Các bạn hãy quan sát và đón xem đây là con vật nào nhé. Trông cậu ta khá vụng về khi bắt cá nhỉ. Các bạn đã biết tên của cậu ta rồi đúng không? Con gấu. Con gấu. Tên tiếng Anh của gấu là Bear. Bear. Các bạn có thấy gì không? Đó là hai chú gấu con đang tranh nhau bú sữa mẹ. Rất dễ thương phải không nào? Còn đây là gấu bố. Dường như gấu bố đang rất buồn ngủ thì phải, chảy cả nước mũi luôn rồi. Giờ hãy khám phá loài vật kế tiếp nhé. Quyển sách phép thuật. Đây là loài có kích thước nhỏ thuộc họ chó, với đặc trưng là có mõm dài, hẹp, đuôi rậm, mắt xếch và tai nhọn. Các bạn có biết đây là con gì không? Con cáo. Con cáo. Trong tiếng Anh, con cáo được gọi là Fox. Fox. Một con cáo đang nghĩ chưa bên dưới một chiếc xe. Nhờ chẳng may xe lăn bánh thì sao nhỉ? No. Các bạn có biết chú cáo kia vừa làm hành động gì không? Thì ra là chú đang săn mồi đó. Thật thú vị. Tiếp tục cuộc hành trình khám phá nào. Sách phép thuật. Loài vật nào mà oai phong, mạnh mẽ thế kia? Các bạn đã biết tên của nó rồi đúng không? Con hổ. Con hổ. Tên tiếng Anh của hổ là Tiger. Tiger. Hãy xem bạn ấy đang vẽ con gì nào. Thì ra là chú hổ con. Rất dễ thương phải không các bạn? Chú hổ con này là bạch hổ đấy các bạn, là loài rất quý hiếm. Tiếp tục cuộc hành trình khám phá nào. Sách phép thuật. Loài vật nào trông khá quen vậy nè? Các bạn hãy quan sát xem đây là con vật nào nhé. Nhưng đừng nhầm lẫn là chó nhà nhé các bạn. Đây là con sói. Con sói. Trong tiếng Anh, chó sói được gọi là Wolf. Wolf. Sói là một loài động vật có vú thuộc bộ ăn thịt, có nguồn gốc từ lục địa Á Âu và Bắc Mỹ. Chúng có tập tính sống bầy đàn. Nhờ vậy mà chúng hỗ trợ nhau rất tốt trong việc tìm kiếm thức ăn. Ở một số nơi còn có truyền thuyết người hóa sói những lúc trăng sáng nữa đó các bạn. Nhưng đây chỉ là truyền thuyết thôi. Quyển sách phép thuật. Đây là thú vui đùa giỡn của cậu ta khi ở gần bên mẹ. Trông thật đáng yêu. Bạn biết đây là loài vật nào không? Sư tử. Sư tử. Tên tiếng Anh của sư tử là Lion.
Lion. Các bạn có phân biệt được đâu là sư tử đực và đâu là sư tử cái chưa? Mình sẽ hướng dẫn cách dễ nhất để các bạn phân biệt được chúng nhé. Sư tử đực sau khi trưởng thành đều có buồm dày sau tai. Sư tử cái thì không có. Tương tự như con người, hầu hết đàn ông đều có râu. Còn phụ nữ thì không. Còn sư tử con thì sao? Điều này rất khó phân biệt bằng mắt thường. Chỉ những chuyên gia có thể tiếp cận gần mới phân biệt được. Vì là loài săn mồi, ăn thịt nên chúng rất hung dữ. Các bạn không nên đến gần chúng nhé. Có phải chúng ta đã lạc đến lễ hội tắm bùn không? Tuy hơi bẩn một chút nhưng có vẻ chúng rất thích. Rất vui phải không các bạn? Mà đây là loài vật nào mà thích tắm bùn vậy nè? Con voi. Con voi. Trong tiếng Anh con voi còn được gọi là Elephants. Elephants. Chú voi con này rất thích nước. Voi là loài vật được con người thuần dưỡng chăm sóc. Từ rất lâu con người đã dùng sức voi để di chuyển và kéo những vật nặng. Vì chúng rất khỏe, ngày nay đa phần chúng được nuôi cho mục đích du lịch. Ở một số nước chúng được tôn sùng như là hiện thân của những vị thần. Rất thú vị phải không các bạn? Sách phép thuật. Con vật nào mà lạ vậy các bạn? Nó có sừng to ở trước mũi. Con tê giác. Con tê giác. Tên tiếng Anh của tê giác là Rhino. Rhino. Tê giác là loài động vật ăn cỏ. Có thân hình to lớn và rất khỏe. Tê giác còn có đặc tính rất đặc biệt ở khu vực chúng sinh sống. Khi xuất hiện đám cháy chúng sẽ lao vào để dập tắt đám cháy. Do đó, ở những khu vực loài vật này sinh sống sẽ không bao giờ xảy ra cháy rừng. Xứng đáng được gọi là người bảo vệ rừng. Tuy vậy nhưng hiện nay tê giác là loài có nguy cơ tuyệt chủng biến mất hoàn toàn. Do nạn săn bắn, một số người đã săn bắn tê giác để lấy sừng. Đây là hành động tội lỗi chúng ta cần lên án. Không thể để loài vật có ích như thế này bị tuyệt chủng như thế được phải không các bạn? Đây là loài vật cao nhất trên cạn. Thức ăn của chúng là thực vật. Những thứ chúng ăn, hầu hết tất cả các loài động vật ăn cỏ đều không với tới được. Vì chúng có chân dài, có cái cổ cao. Hươu cao cổ. Hươu cao cổ. Tên tiếng Anh của hươu cao cổ là Giraffe. Giraffe. Một khách du lịch đang cho một chú hươu cao cổ ăn. Chúng rất hiền lành và dễ thương phải không các bạn? Mọi người rất thích thú khi cho chúng ăn. Bạn ấy có một món quà rất tuyệt, đó là một chú hươu cao cổ nhồi bông. Các bạn phải cố gắng chăm ngoan học giỏi để được bố mẹ tặng cho món quà dễ thương này nhé. Các bạn hãy quan sát thật kỹ, xem đây là loài vật nào. Đây chính là con hà mã. Con hà mã.
tên tiếng Anh của hà mã sẽ là Hippo. Hippo. Hà mã là loài động vật có vú ăn cỏ, và đây cũng là một trong những loài động vật ăn cỏ lớn nhất trên cạn. Hà mã có thể há mồm ra rất to, nên có thể nhai cả quả bí ngô một cách dễ dàng. Đây là cách di chuyển của hà mã khi ở dưới nước nè các bạn. Thật tuyệt! Nó rất thân thiện với lũ cá xung quanh. Đến đây chúng ta sẽ tổng hợp lại tất cả các loài động vật từ đầu đến giờ nhé các bạn. Con gấu. Bear. Bear. Con cáo. Fox. Fox. Con hổ. Tiger. Tiger. Con sói. Wolf. Wolf. Sư tử. Lion. Lion. Con voi. Elephants. Elephants. Con tê giác. Rhino. Rhino. Con hươu cao cổ. Giraffe. Giraffe. Con hà mã. Hippo. Hippo. Các bạn có biết không? Sự tuyệt chủng của các loài động vật hoang dã không phải đơn thuần do môi trường sống bị mất mà là chính bàn tay của con người trực tiếp gây ra. Hàng năm, hàng triệu cá thể động vật hoang dã bị săn bắn, bắt giữ từ thiên nhiên để buôn bán, làm thực phẩm, vật nuôi, da, đồ lưu niệm và dược phẩm. Do đó chúng ta hãy chung tay bảo vệ các loài động vật hoang dã và bảo vệ môi trường sống quanh ta. Video đến đây đã hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau trên kênh Bé Yêu Vlog. Chúng ta cùng nhau khám phá những vùng đất mới nhé. Đừng quên bấm đăng ký kênh Bé Yêu Vlog để học những bài học hay và bổ ích.